Sáng ngày 24 tháng 12 tại Thái Bình, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp hội Việt Nam đã phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thái Bình tổ chức hội thảo chia sẻ kỹ năng truyền thông và phổ biến kiến thức cho các hội thành viên khu vực phía Bắc. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Tham dự hội thảo có tiến sĩ Phan Tùng Mậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam, nhà báo Nguyễn Văn Tông, tổng biên tập báo điện tử Tầm Nhìn. Buổi hội thảo có sự góp mặt của đại diện tỉnh Thái Bình, lãnh đạo các hội thành viên của Liên hiệp hội Việt Nam tại Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa và các chuyên gia. Theo tiến sĩ Phan Tùng Mậu, đây là một nội dung rất quan trọng trong quá trình hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam. Trong thời gian qua, Liên hiệp hội Việt Nam cũng như Liên hiệp các hội khoa học của các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành trung ương đã tích cực thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Bởi vì Liên hiệp hội Việt Nam là một tổ chức có đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng đối với sự phát triển của Liên hiệp hội Việt Nam. Chuyện kỹ năng truyền thông thì tôi cũng chỉ muốn chia sẻ là chỉ nói, nghe đã, nghe, nói, viết. Dù cái phương tiện nào cũng thế thôi, truyền hình cũng vậy thôi, phim ảnh cũng thế, hội thảo này cũng vậy. Và các tổ chức sự kiện đều tập trung vào mấy cái kỹ năng đó. Khi ta nghe, khi ta viết, khi ta nói, đặt vấn đề trung thực lên đầu tiên. Và điều đó cũng đồng thời là khẳng định vị thế của trí thức chúng ta trong cuộc sống hiện đại. Cũng như là nói hiện đại thì không phải là trong cuộc sống bình thường như thế này thì trí thức cũng có vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Thế còn kiến thức, cũng như kiến thức thì tôi nghĩ rằng với cái bộ óc hữu hạn của từng con người hay là của một thế hệ so với lại cái vô tận của trí thức thì tôi nghĩ rằng luôn luôn cần thiết. Con người ta luôn luôn hướng tới một cái gì đó hiểu biết hơn, hiểu biết sâu sắc hơn. Thông qua truyền thông chúng ta cần biết, đặc biệt là với thế hệ với tầng lớp trí thức chúng ta. Và khi trí thức chúng ta hiểu biết được rồi thì mới có năng lực phản biện rồi thì mới cải tiến được. Tất cả những cái gì đó nó thuộc về lĩnh vực chúng ta nghiên cứu để thúc đẩy xã hội phát triển. Đó là một vấn đề khó và đang là thách thức hiện nay. Thì tôi nghĩ rằng là cái truyền thông chúng ta cũng phải đổi mới góc độ nào đó, bởi vì chúng ta đang là hội thảo về truyền thông, cho nên tôi nghĩ rằng là để mà đọc vào lòng người một cái những cái việc của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thì như phát biểu của các bác trước đây thì tôi thấy rằng là không gì bằng khẳng định bằng những việc làm cụ thể của những trí thức tiêu biểu ở các cái chi hội chuyên ngành và khuyến khích họ và nhân rộng những cái điển hình đó. Thế thì cái hoạt động của đội ngũ trí thức cũng như là các chi hội chuyên ngành nó sẽ là cái hoạt động của chính Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thôi. Thạc sĩ Phạm Thị Bích Hồng cho biết, hiện nay Liên hiệp hội Việt Nam đang nghiêm túc và khẩn trương tiến hành thực hiện quy hoạch báo chí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 8 năm 2019, Liên hiệp hội Việt Nam đã cơ bản hoàn thành đề án báo chí của Liên hiệp hội Việt Nam giai đoạn 1 và báo cáo cơ quan chức năng. Trong thời gian tới, Liên hiệp hội Việt Nam sẽ cố gắng thực hiện tốt lộ trình quy hoạch báo chí theo tinh thần của đề án nhằm xây dựng một cơ quan báo chí vững mạnh, có uy tín. Tại hội thảo, Thạc sĩ Bùi Kim Tuyến, trưởng ban tư vấn, phản biện và giám định xã hội Liên hiệp hội Việt Nam đã có báo cáo quá trình thực hiện chỉ thị số 42, chỉ thị Trung ương. Thạc sĩ Bùi Kim Tuyến cho biết, Đảng đoàn Liên hiệp hội Việt Nam đã rất tích cực, chủ động phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền trong việc học tập, quán triệt chỉ thị số 42, chỉ thị Trung ương, tham gia nghiên cứu, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành một số văn bản cụ thể hóa, thể chế hóa chỉ thị số 42, chỉ thị Trung ương.